Vâng, xin chào tất cả bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình và chúng ta lại tiếp tục 1.000 ngày sinh tồn. Ok, thì đáng lý là hôm nay là mình quyết định là mình sẽ đi viết bài cơ, mình viết bài mình mới quay ha, lúc nghỉ học, cái lúc mà kết thúc cái buổi học online là hình như là lúc đó là 11 giờ thì phải, 11 giờ hay là mấy giờ đó mình cũng không nhớ rõ lắm. Mình dự định là mình sẽ đi viết bài cơ, nhưng có điều là không biết vì sao buồn ngủ quá và thế là ngủ luôn. Ngủ phát tới tận 1 giờ chiều mọi người ạ. À. Đó 1 giờ chiều và thức dậy rồi còn phải làm biếng mọi người, thức dậy xong rồi còn làm biếng nữa. Còn phải bấm điện thoại lướt lướt vài cái. Bây giờ tới tận 4 giờ chiều rồi bây giờ mới bắt đầu quay nè. Đó. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái công việc đó là xây những cây cột này. Đó. Và trước khi mà bắt tay vào cái việc xây những cây cột này thì mình sẽ phải đi farm vàng mọi người ạ. À. Bởi vì đơn giản là chúng ta đã hết vàng rồi. Đó. Nếu như mà chúng ta không đi farm vàng á, thì chúng ta sẽ không có cái để mà trao đổi đồ với con này đó, để mà chúng ta lấy cái đá phát sáng này. Bấy nhiêu đá phát sáng này chắc chắn 100% là không đủ đó. Và mình sẽ quyết định là mình sẽ bỏ ra tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ, thôi 2 tiếng đi, 2 tiếng đi nha, 2 tiếng đồng hồ để mà chúng ta farm vàng. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái điện thoại của mình bấm giờ phát đây rồi, để mình chỉnh giờ cái. Rồi bây giờ thì ta sẽ đi xuống dưới địa ngục, mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để mà chúng ta farm vàng một cái. Farm vàng xong thì chúng ta sẽ đi lên lên trở ngược lại trần gian để mà tiếp tục cái công việc đó là xây những cây cột này cho nó xong. Chứ hay nói thiệt chứ là cứ lề mề gì hoài nó cũng mệt mỏi lắm mọi người. Một anh thương nhân lang thang xuất hiện nè. Anh này là anh cũ, chờ mình cứ tưởng là anh mới mà. Ca này là anh cũ nè mọi người. Đó. Đây nè, những cái món đồ này hay là mình đã thấy rồi. Đó. Cái lúc mà mình farm đá là mình đã thấy có một anh thương nhân lang thang, mình có trách thêm sự mình có trách thử là anh ấy bán những cái gì thì anh ấy bán những cái này mà mình cứ tưởng đâu anh này là anh mới, ai dè đâu là anh cũ. Ok, cũ thì thôi mình bỏ qua, mới thì mình xem vậy thôi à. Đâu để xem thử coi là chúng ta còn có đồ ăn không. Mình hết đồ ăn rồi, mình chỉ còn có 9 cái cà rốt vàng thôi mọi người, 9 cái cà rốt vàng thôi. Oh man, có một ít khoai tây nè, chạy đi, có còn hơn không. Vâng, và mình đã ở ngay tại cái chỗ máy farm của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công việc đó là farm vàng ở đây bằng cách là chọc những cái em này đó, khiêu mấy em cái đó, rồi mình cứ việc mình đứng đây đi đó. Mình cứ việc mình đứng đây và mình farm thôi, và chúng ta sẽ bắt đầu bấm giờ đây. Rồi mình đã bấm giờ đồng hồ rồi và mình sẽ AFK, mình sẽ farm tổng cộng, mình sẽ farm tổng cộng là 2 tiếng, rồi 1 tiếng là 60 phút. Cứ tính chẳng đi, một ngày trong Minecraft là 20 phút, 20 phút là như là 1 tiếng là 3 ngày, 2 tiếng thì tổng cộng là 6 ngày. Ok, mình sẽ phải mất tổng cộng là khoảng 6 ngày để mà farm vàng ở trong game. Ok vậy thôi. Đó. Và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình farm xong. Mình đã quay trở lại và sau 2 tiếng AFK thì cuối cùng cũng đã xong rồi ha. Và bây giờ thì mình chỉ cần đó là ta đi xuống phía dưới cái phần rương chứa và ta gom hết cái đống vàng đem về, thế là xong rồi. Và hôm nay là ngày 734, wow, từ ngày 728 mà lên tới tận 734 luôn là cũng hơi bị ghê đó. Rồi bây giờ thì dọn đồ đi về thôi, ta đã về tới nhà rồi. Và đâu để xem nào, rồi ngủ cái đi, ngủ một phát thì chúng ta sẽ qua ngày 735. Ok, rồi, bây giờ thì một tiếng gì vậy? Mình có nghe một cái tiếng gì đó giống hệt như là tiếng của con chết đuối vậy đó mọi người. Con mà kiểu như là cái con zombie chết đuối á. Đó. Mình nghe một cái tiếng y chang vậy đó, nhưng mà cũng không biết là có phải hay không. Ok, rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục để mà gọi là sao nhỉ? Xây cái kim tự tháp, tiếp tục xây kim tự tháp mà thôi. Và ta sẽ lấy ra một ít cà rốt vàng để mà chúng ta làm thức ăn, mình hết thức ăn rồi.
Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là chúng ta sẽ xây dựng những cái kim tự tháp. À, phải xây dựng những cái cột ở trong cái kim tự tháp này. Và hết chỗ chứa rồi. Rồi. À, cái đoạn mà xây dựng đó thì mình sẽ bỏ qua ha. Mà chứ mình không có để quay. Bởi vì đơn giản thì để vào quay thì cũng được thôi. Nhưng mà có điều quá sợ là nếu như mà để thì bắt buộc phải tua nhanh, mà tua nhanh đó thì xem nó rất là chóng mặt à, mình không hiểu tại sao bây giờ mình xem những cái video tua nhanh mình lại cảm thấy rất là chóng mặt các bạn. Mà lúc trước xem những cái video của những YouTuber khác họ xây nhà bạn, họ xây nhà nhưng mà họ để cái góc nhìn thứ nhất nè à, họ để góc nhìn thứ nhất nhưng mà họ xây nhà vậy nè đó, các thứ đó, thì mình xem rất là bình thường không gì cả, nhưng mà không không hiểu vì sao bây giờ mình xem lại những cái video đó mình cảm thấy rất là chóng mặt mọi người. Không hiểu lý do gì sao luôn. Rồi và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn sau khi mà mình xây dựng xong cái kim tự tháp này, hoặc cũng có thể là tới 11 giờ đêm hôm nay chẳng hạn, cũng có thể là 11 giờ hôm nay, hoặc cũng có thể là xong luôn ngày hôm nay, có thể là nó xong luôn chẳng hạn đó. Vậy thôi, chúng ta đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó chính là mình đã hết đá rồi bạn. Mình không còn bất kỳ một đá luôn. Dạ thế là chúng ta phải đi farm. Đâu, xem thử. Ngày 742 rồi. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ phải farm. Farm đá thật là nhiều thôi. Chúng ta sẽ phải bỏ thời gian ra để mà farm thêm một đợt nữa. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó khổ thế này. Chuẩn bị rất là nhiều luôn nhưng mà vẫn bị thiếu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ farm. Nhưng mà với lần này là điều kiện đặc biệt, đó là chúng ta sẽ farm cho tổng cộng hết 4 cây luôn. 4 cây cuốc này đều đều sẽ là cái đồ bền của nó, cái đồ bền của tất cả 4 cây cuốc này đều sẽ là một chấm đỏ hết. Đó, chứ không có cái chuyện đó là ba cây này thì một chấm đỏ, còn một cây này thì giữ nguyên ha. Rồi nói chung là một chấm đỏ hết luôn. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình farm. Và hẹn gặp lại các bạn sau khi mà mình farm xong. Trời đất ơi, quý vị ơi, quý vị, nói thiệt quý vị nha, à, đồ xịn nó xài thì đúng là nó có đá thiệt lắm, nhưng mà khổ nó cũng khổ nhiều cái lắm quý vị. Hay là ở những quý vị thấy đúng không, à, ai ba cây cuốc, ai ba cây cuốc này của em nha quý vị, đó độ bền chỉ còn một chấm đỏ thôi quý vị. Đó em tính chơi đó, em tính chơi là em đào cho cái cây cuốc netherite này á, độ bền của nó cũng chỉ còn một chấm đỏ thôi quý vị. Nhưng mà nhìn lại đồng hồ là 11 giờ 28 phút rồi quý vị. Đó. Bữa nay á, thì nói chung là không phải có một mình em thích đâu quý vị, có mẹ em đó. Mẹ em thì đang là mần công việc nhà ở ở đằng sau bếp kìa. Đó cho nên là có thể là em sẽ trụ vững nổi á. Nhưng mà em tự nhiên đang đang chờ đợi quý vị đó. Đang sử dụng cái cây cuốc netherite này để mà đào đá, để mà farm đá đó. Thì tự nhiên em cảm thấy có một sự buồn ngủ nhẹ quý vị đó, buồn ngủ nhẹ nghe em sẽ em chủ nổi đó, rồi lỡ như em đang farm mà em lật cam ngủ rồi cái cây cuốc nó cái việc đào 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 đào, rồi lúc em tỉnh dậy ha, ủa sao cây cuốc nó hơi mất tiêu rồi. Bởi vì đơn giản là cuốc thì cái việc đào, người thì cái việc ngủ, lúc tỉnh dậy cuốc hư mất tiêu luôn đó, thì nó khổ vậy đó quý vị đó. Không, nó khổ nữa, nó khổ nhiều cái lắm. Nó khổ chỗ đó là gì ta, đó là lúc nãy cái lúc mà em farm là tầm 8 giờ mấy quý vị đó, lúc mà farm là tầm 8 giờ mấy, nhưng mà khổ cái là đồ nó xịn quá không, cái đồ nó xịn quá, cái độ bền nó lâu hư quá không. Đây này nhìn nè, cây nào cũng được in chen là chậm không ba, chậm không ba, chậm không ba hết trơn đó, coi này đó, cây này chậm không hai nè, cây này thì nó cùi hơn chút xíu đó, cây nào cũng được in chen chậm hỏng hết đó. Bởi vì anh ra cầu đó thôi, cái thời gian hư nó lâu thấy bộ nội luôn đó, cho nên giờ nó kéo dài tới tận 11 giờ khuya luôn quý vị đó. Nhiều quý vị thấy khổ không đó. Đồ xịn xài đúng là có đã thiệt, nhưng mà có điều đó là khổ, nó cũng khổ nhiều cái lắm đó. Rồi ok, thì nãy giờ giỡn rồi thôi đó. Thì hôm nay là ngày 751 rồi, oh my god. Đó rồi, có thiệt chứ, là từ cái ngày mà ba mấy cây cuốc này bạn, từ ngày mà mấy cây cuốc này được in trên cái được in chen một cách xịn sò lên á, ôi ôi nói thiệt chứ là nó farm đúng lâu luôn á. Cái độ bền của nó bạn, cái độ bền của mấy cây cuốc này á là nó thật sự là nó lâu hư á, nói chung là chậm hỏng đúng không,
Ý thật sự nó chậm hỏng cực kỳ luôn đó. Đúng như tên luôn, chậm hỏng. Trời ơi, nó siêu chậm hỏng luôn. Đó, cho nên là cho là farm đá, farm này farm kia thì nó cũng rất là lâu thì nó mới hư ha. Đó. Ơi mưa bão tới luôn rồi. À, farm tới nỗi mưa bão tới luôn rồi. À, đi ngủ luôn, sẵn tiện đây mình ngủ luôn bạn. Bởi vì trời mưa bão chúng ta có thể ngủ được. Trời mưa bão chúng ta có thể ngủ được nha. Ở trên Minecraft PE thì chúng ta không thể ngủ được, nhưng mà trong Minecraft PC thì trời mưa bão chúng ta có thể ngủ được. Bình minh vừa lên luôn, hay ho ghê. Đó. Thiệt tình chứ. Không, mình cứ nghĩ đâu á là từ 8 giờ farm, từ lúc 8 giờ cho tới tầm 10 giờ mấy thì nó sẽ xong thôi. Ai ngờ đâu là mấy cây cuốc này nó quá xịn mọi người ạ. À. Nó xịn quá cho nên thành ra là cái độ bền của nó rất là nhiều, cái độ bền nó rất là nhiều cho nên thành ra bây giờ nó kéo dài tới tận 11 giờ đêm luôn rồi. Hơn 11 giờ luôn. Ồ có tụi ăn cướp mình kia kìa. Ồ. Các bạn có nghĩ mình nên quýnh lộn với tụi này không ta? Sẵn tiện đây mình đang có miếng ngô nè, giờ mình đang có rất là nhiều sắt. Đó, mình có sắt hơi bị nhiều luôn á. Các bạn mình nghĩ là mình có nên đánh nhau với tụi này không? Hả? Các bạn nghĩ là mình có nên đánh nhau với tụi này không? Chứ nó thiệt trong 1.000 ngày, trong từ cái lúc mà sinh tồn 1.000 ngày này tới giờ thì mình nói thật với bà, thì nói thật là mình cũng chả có làm cái gì đó gọi là ra trò cho lắm. Đây sẵn tiện đây thì mình sẽ không, mình đánh nhau với tụi này một trận đi ha. Hay mình sẽ đánh nhau với mấy mấy cái con cướp dân làng đó một một trận đi ha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo cho mình những cái con Iron Golem. Đó. Cái phần mà bí ngô mình có trồng bí ngô nè, ở ở trong nhà mình có bí ngô. Hên là có mua từ con thiên nhân lang thang á. Có mình có mua bí ngô từ con thiên nhân lang thang cho nên là bây giờ chúng ta có bí ngô để mà dùng. Đó, mình tạo ra Iron Golem đánh phụ mà. Chứ một mình nghĩ là mình đánh không lại đâu. Đó. Trời đi, có người giúp sức thì nó sẽ khỏe hơn nhiều. Đâu rồi, các em đâu rồi? Ủa? Tại sao không có cái con cầm cờ? Ủa, phải có cái con cầm cờ thì chúng ta mới có hiệu ứng điểm điểm xấu chứ. Ồ, thế này thì hỏng rồi. Xong phiên rồi. Định đi đánh nhau một chia một trận cho ra trò mà cuối cùng bây giờ không thể nào đánh nhau được. Ôi buồn thế nhỉ. Các bạn ơi, các bạn có thấy cái gì không? Con ngựa xương. Rồi mình đi lại rồi, đảm bảo sẽ xuất hiện bốn con skeleton nè. Đó. Trời ơi, con này hiếm lắm đó nha. Khoan khoan, rồi xong. Trời ơi, mình lỡ mình bắn chết hết một con rồi. Rồi hay quá, tụi nó đang bắn nhau. Rồi mình sẽ giết cái mấy cái con skeleton này. Chúng ta sẽ bắt em ngựa xương này đi về bạn. Ôi chết rồi, không không có yên. Không có yên bắt không được. Rồi 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 khoan khoan, đợi chút để mình lấy cái yên vào. Để mình lấy cái yên các bạn. Rồi ok, mình đã có yên rồi đây. Mình chỉ có duy nhất một cái yên thôi bạn, bắt cho nên là bắt buộc là mình phải gọi là ấy. Tại sao tôi lại lôi em Golem này đi theo là làm gì? Ủa tại sao mình lại lôi cái em này đi theo nhỉ? Đâu à? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây nhanh lên, đúng rồi, vào đây. Rồi, em ở đó đi. Tôi đi bắt em ngựa đây. Mình chỉ có một cái yên thôi bạn, cho nên thành ra là khi mà kiểu như là các bạn có nhớ cái đợt mà mình đi tìm cái Nether Fortress không? Đó. Thì mình đi tìm cái Nether Fortress á, thì mình đã phải dùng đến cái em Strider. Mình bắt buộc là phải bắt một em Strider. Ủa, tụi con cái yên nữa nè. Thì mình bắt buộc là mình phải bắt một em Strider bạn. Đó. Thì bắt một em Strider thì chúng ta sẽ đặt một cái yên vào trong cái em Strider đó. Nhưng mà với một đề nhưng mà có điều là chúng ta không thể nào lấy lại được cái yên các bạn. Muốn lấy lại được cái yên thì chúng ta bắt buộc phải giết em Strider đó. Một câu chuyện khá là buồn đó. Giờ mình đã vô tình mình giết, nói chung là mình đã giết chết cái em Strider của mình để mà chúng ta lấy lại cái yên để mà gọi là sao nhỉ? Dắt những cái bé ngựa này vào, bé ngựa xương. Đó. Nói chung có thì cái việc lượm thôi các bạn. Mặc dù là mình cũng không có biết là mình có cần dùng tới mấy bé ngựa xương đó hay không, nhưng mà thôi kệ đi, mình cứ việc lấy đại đi bạn. Không cần biết có dùng không, cứ việc có thì cứ việc lấy vậy thôi à.
Ôi, sau một hồi vận chuyển mấy em ngựa vào thì cuối cùng trời cũng đã tối luôn rồi. Năm 751 giờ chuyển sang 752, giờ 752 chuyển sang 753 luôn. Rồi. Cất cái yên này vào đi. Ok. Có thể là mình sẽ phải làm cái dây thôi bạn, làm thật nhiều dây để mà buộc mấy anh golem này lại để tránh cái tình trạng là mấy anh đi lung tung bạn. Từ nếu như mà sao nhỉ? Nếu như mà mình gặp cái bọn cướp á, bọn cướp dân làng á, thì mình sẽ gọi là sẽ có mình sẽ gặp, nếu như mà mình gặp bọn cướp dân làng thì mình sẽ đánh tụi nó, đánh cái tụi ba, đánh cái con cầm cờ bạn, để mà kiểu như là chúng ta nhận được cái hiệu ứng nó là điểm xấu và chúng ta sẽ đánh nhau một trận với tụi nó bạn đó. Tính ra cũng lâu lắm mà ở trong cái thế giới này mình chưa đánh nhau bao giờ bạn đó, cũng chưa có làm cái gì đó gọi là nó sôi động lắm đó. Có con quy đờ là chưa có con quy đờ đánh được bạn, nhưng mà mình chưa có đánh nha. Đó, mình chưa đánh. Bữa nào đó thì mình sẽ cố gắng mình bữa nào đó mình sẽ lên mình lên mạng, mình lên internet để mà mình xem lại video mình coi thử là cái tọa độ Nether Fortress, cái tọa độ pháo đài địa ngục đó ở nó nằm ở vị trí nào để mà mình đi lại đó mình kiếm đầu lâu quy đờ bạn. Chứ mình nói thật là mình quên mất tiêu rồi bạn. Mình quên mất tiêu cái tọa độ rồi. Hài hước ghê luôn. Có cái chuyện nhớ tọa độ thôi, nhớ hoài cũng nhớ xong. Rồi thì mình đã xích mấy anh xích mấy anh golem này lại hết trơn ha. Mà nó dùng từ xích nghe ghê quá. Trong hình như là tạm giam phải xích phải nội cái xích. Rồi nói chung là đã buộc mấy anh này lại rồi à, để cho mấy anh đừng có chạy lung tung các thứ thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ thì có thể thì sao nhỉ, mình không biết là mình có nên ta có nên tiếp tục xây cái kim tự, tiếp tục dự án xây kim tự tháp không nhỉ, hay là mình nên mình nên ngưng quay ngày mai mình quay tiếp nhỉ. Chung mà cũng phân vân khá là nhiều thứ bạn ơi. Rồi ok, chỗ này thì cần nói là cái đường ray, cái này mình đập cái đường ray ra là để cho cái xe mỏ này nó đừng có chạy đi lung tung thôi chứ không có gì đâu. Rồi ta sẽ phải lấy cho mình thêm cái xe mỏ nữa, phải lấy cho mình một cái xe mỏ mới chúng ta mới đi được. À, bây giờ mình sẽ vận chuyển đồ đạc lên trên kim tự tháp và ta sẽ tiếp tục đi. Có thể là mình sẽ tiếp tục mình xây cái kim tự tháp này đi. À, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bạn. Mình đã vận chuyển được hết tất cả những cái rương xe mỏ lên trên đây rồi. À, và ai da, gần 12 giờ đêm rồi. Thôi mình nghĩ là mình nên dừng video tại đây đi. À, ngày mai thì mình sẽ quay tiếp nha bạn. À, nên nghỉ ngơi ngay tại đây đi. Ngày mai thì mình sẽ tiếp tục mình quay. Hôm nay là ngày 753 rồi. À, và cái công việc của mình thì nó cũng được khá mọi người. Đây. Thì nó đã cái công việc của mình thì nó đã tới đây nè, nó tiến triển tới đây rồi. Thì thật sự đó, thật sự nha, cái này á không phải thì thật sự á, nếu như mà không không bị thiếu nguyên liệu nha, không bị thiếu nguyên liệu nha, mình nói thật với bạn luôn á là cái tốc độ nó không có chậm như vậy đâu, thiệt luôn á. Cái lý do mà là tới tận bây giờ là 12 giờ đêm mà vẫn chưa xong được một cái cột á, vẫn chưa làm xong được một cái cột á, là do thiếu nguyên liệu thôi bạn. Thiếu nguyên liệu thì cái gì cho ăn chọi á. Cái công đoạn mà tốn thời gian nhất đó là không phải là xây dựng mà là thiếu nguyên liệu bạn. Thiếu nguyên liệu sao nó phải đi tìm, không phải phải đi tìm mà là phải đi farm bạn. Nó thiếu nguyên liệu sao nó phải đi farm này kia nọ đó. Cái công đoạn tốn thời gian nhất là công đoạn đi farm nguyên liệu và đi tìm kiếm này kia nọ đó. Không, farm nguyên liệu thôi. À, bây giờ đơn giản cái số lượng đá này á, là mình lấy từ cái máy farm của mình đó. Số lượng đá này là mình lấy từ cái máy farm của mình cho nên thành ra là không cần phải tìm ha, mình chỉ bỏ thời gian của mình farm thôi chứ mình không có đi phải tốn công đi tìm hết đó. Nó chỉ lâu là lâu cái đoạn mà chúng ta phải đi farm lại nguyên liệu thôi chứ không có gì đâu. Vâng các bạn ơi, và bây giờ là 12 giờ 40 và mình đã hoàn thành được một cái cột rồi đó. Mình đã hoàn thành được thêm một cái cột nữa đó.
Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn đâu tầm khoảng là một cây, hai cây, ba, bốn, năm, còn 5 cây cột nữa. Đây một cây, đây một cây, đây đó, 2 cây nè, hai ba cây, đó, một gốc của đó bốn, một gốc của đó nên là 4 cây, và thêm một một cây này nữa, một cây cột đây nữa là 5 cây. Vậy là chúng ta vẫn còn còn 5 cây cột đó thôi là hoàn thành rồi đó. Rồi và mình sẽ ngưng tại đây. Ngày mai thì mình sẽ gọi là sau nhà mình sẽ xem thử coi là mình có bài tập hay là bài học gì hay không. Mình sẽ kiểu như là lo lo kiểu bài vở này kia nọ bạn, nó lo kiểu bài bài kiến thức các thứ đó. Lo liệu xong đó thì mình sẽ tiếp tục mình quay thì thôi chứ không có gì hết. Rồi giờ thì thoát game thôi ông Phan, trước khi có coi thử này, đây là 756 rồi, ngày 756 rồi. Kinh khủng thiệt. Rồi bye bye bạn nha. Vâng, mình đã quay trở lại đây bạn ơi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục một ngày ngày sinh tồn. Và hiện tại bây giờ là 8 giờ rồi, đây như bạn thấy con chuột mình nè, đã hơn 8 giờ rồi đó. Thì tại sao hôm nay mình lại quay trễ như vậy, mặc dù hôm nay là chủ nhật, mặc dù hôm nay là chủ nhật mà tại sao mình lại quay trễ như vậy? Bởi vì đơn giản là nó làm mình lúc mà 7 giờ, lúc mà 7 giờ là mình đã tỉnh giấc ngủ rồi, nhưng mà kiểu như là mình vẫn còn lười bạn. Mình nằm mình ngủ một phát tới tận 10 giờ luôn bạn. Thì sau khi ngủ thức dậy từ 10 giờ đúng không, ngủ thức dậy xong mình còn phải bấm điện thoại chơi 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 phát, chơi xong rồi mình mới đi học bạn. Nói chung là mình lên mạng mình xem lại cái bài giảng đó bạn, tức là có nghĩa là bài toán mà cái đó là môn toán nha. Nguyên một cái bài một, nguyên một cái bài một mình không hiểu gì luôn bạn. Nguyên một cái bài một mình không hiểu gì luôn đó. Cho nên ra là mình đã phải bắt buộc mình phải lên mạng mình xem lại, nhưng mà xem một lúc nha, xem một lúc cái đoạn đầu thì hiểu, cái đoạn sau á từ từ dần dần không hiểu gì luôn, giục luôn mà nó bỏ luôn đó. Mình xem từ lúc như là từ 3 giờ chiều thì phải ở ngoài mình chơi, mình bấm điện thoại mình lướt lướt tới tầm 12 giờ 1 giờ tới gần 3 giờ chiều mình mới bắt đầu mình xem cái video toán mà nè, video toán mà nói chung mình cũng không có nhớ rõ lắm, thì tầm khoảng đâu là 1 giờ, từ 1 giờ cho đến 3 giờ chiều đó, thì cái khoảng thời gian đó là mình có xem nha bạn, có xem video video mà giảng 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 bài các bạn, giảng bài về môn toán đó, giảng bài về môn toán đó. Mình xem cũng được lâu lắm đâu, hình như là cái video đó tầm có 41 phút à. Video đó tầm có video đó tầm có 41 phút à. Mình xem gần hết rồi đó, tới phần đoạn cuối mình tự nhiên mình kiểu ủa cái gì vậy, vậy tôi đang coi vậy cái mình bực quá mình thoát luôn bạn đó. Và thế là từ chiều tới giờ mình cứ bị lười các bạn, cái cơ thể mình cứ kiểu như là hay là thôi thôi mình không mấy mình đi coi toán này, ông mà thôi lười quá thôi để chút nữa đi coi không được. Một chút sau đó, một lát sau đó, thôi bây giờ đi coi toán này, ông thôi bây giờ lười quá coi, hơi kệ 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 đi, để chút nữa hay coi đó. Cái cơ thể mình nó cứ như vậy đó bạn, đó, nó cứ như vậy đó không. Nói chung là cái tâm trí mình nó kiểu như là nó cứ lười các bạn đó, nó cứ lười 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 vậy đó các bạn. Nó mệt mỏi á đó, và nên lười và nó cứ lười như thế cho tới tận 8 giờ 8 giờ 8 giờ tối hôm nay luôn đó. Thì cái lúc đó thì lúc nãy là mình có mở cuốn sách ra mình xem thử là mình đã học tới đâu rồi, thì mình học qua bài 2 luôn các bạn. Mình thì cái bài 1 á, cái bài số 1 á thì nó cũng hơi dài á, cái bài số 1 nó cũng hơi dài, cho nên thành ra là mình cho nên là mình kiểu như mình hôm nay nhà mình kiểu như mình sẽ cố gắng mình chịu khó xem cái bài giảng đó để mà mình kiểu như mình hiểu bài à. Nhưng mà vừa dạch mình mở cuốn sách ra mình kiểm tra thì mình đã nói chung là thầy mở cuốn sách ra mình kiểm tra thì mình đã học hết bài 1 luôn bạn ơi. Đó, ngày mai là mình chuyển sang mình học bài 2 rồi, cho nên là thôi kệ bà luôn đi, ta sáng mai hãy xem lại đúng không. Bây giờ nó đã qua bài 2 rồi mà mình đi xem bài 1 á, mình lo mình hiểu cái bài 1 á thì mình không thể nào mình tập trung mình hiểu cái bài 2 được, thì lúc đó nó rất là mệt mỏi, rất là phiền phức, nó rất là rối ren chạy, nó rất là mức bực bội mọi người đó. Rồi bây giờ hôm nay thì cái việc thì hôm nay thì chúng ta quay video hơi trễ một chút đó. Rồi thì hôm nay mình sẽ quay tới tổng cộng là 10 giờ đi bạn ơi đó. Thì bữa nay các bạn nói chung là bữa nay là mình bị sốt các bạn, bị sốt cũng không có đúng lắm mà mình bị dị ứng các bạn đó, mình bị dị ứng một cái rất là tầm sàm, đó là dị ứng thời tiết các bạn đó. Không có phải là cơ thể mình bị dị ứng mà là cái mũi mình bạn, cái mũi mình nó bị dị ứng bạn đó. Các bạn cứ tưởng tượng nha, sáng sáng các bạn cũng vậy đúng không, nhiệt độ tầm 25 26 27 độ C, nhiệt độ rất là mát mẻ đúng không, đúng nhiệt độ rất mát mẻ, nhưng mà cái lỗ mũi của mình thì nó không có thích bạn đó.
miễn là nhiệt độ nha, nhiệt độ ngoài môi trường á mà nó dưới 30 độ, dưới 28, dưới 29, dưới 28, dưới 27 là bắt đầu lỗ mũi mình nó có dấu hiệu là bị nghẹt nè, bị sổ nè, rồi nó hắt hơi, nó hắt hơi, nó hắt hơi liên tục làm cho đầu óc của mình, khuôn mặt của mình nó bơ phờ như một thằng áo luôn nè. Đó, cái đó là cái tác dụng của mũi mình đó bạn. Hôm nay là ngày 756 ngày mũi phát đi. Đó. Thì cho nên là từ hồi chiều nha, từ hồi chiều là mình đã bị nhảy mũi, mình đã kiểu như mình bị hắt hơi khá là nhiều bạn, vì cái cơn dị ứng thời tiết các bạn, vì cái cơn dị ứng thời tiết nha. Đó. Và mình bị hắt hơi cái nỗi trời kiểu như là hay là cái mũi của mình nó vừa đau nè, cái mũi của mình kiểu như nó vừa đau quá, vì kiểu như là thì nó còn ảnh hưởng tới cái phần ấy mà, nó cũng ảnh hưởng tới tâm trạng mình các bạn, kiểu như là cứ hắt hơi liên tục vậy bạn, hắt hơi liên tục hoài á, rồi cái nó làm cho mình cảm giác rất là khó chịu bạn, nó rất là khó chịu, nó cái là mũi cái nói chung là nó làm cho mũi mình nó vừa rát nó vừa đau, mà nó còn nó vừa rát nó vừa đau mà nó còn cứ hắt hơi hoài luôn các bạn, nó đã đau nó rát rồi mà nó còn hắt hơi hoài, cho nên là cảm giác rất là khó chịu, rất là bực mình mà, cho nên là từ chiều giờ đó nói chung là mình cái mặt mình nó bơ phờ như một thằng áo luôn đó. Vậy thôi từ nãy giờ thì gọi bây giờ mình cần phải đi làm việc một xíu bạn ơi, từ nãy giờ nói có một chuyện các bạn, nói một câu thôi mà nói hoài không xong, bây giờ dặn là tiếng ồn mà bây giờ dặn là tiếng ồn ở tiếng ồn xung quanh đây không gì đâu. Thôi mình sẽ đi làm việc một xíu, sau đó mình sẽ quay lại và mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là xây dựng kim tự tháp. Ok bạn ơi, mình đã quay trở lại đây thì mình đã đi làm công việc xong rồi đó. Và thật ra cái lúc mà mình làm việc xong á, nó chỉ mới có 8 giờ mấy thôi đó, nhưng mà có điều á là mình thèm ăn đó, mà và mình có nói với mẹ mình á là từ trước rồi đó, mình nói với mẹ thì mình từ trước rồi đó, cho nên á là nhưng mà có điều á là mẹ mình hơi mệt đó, bây giờ mẹ mình khỏe, mẹ mình mới bắt đầu làm đó. Cái lúc mà mình làm công việc xong á thì lúc đó là lúc mà mẹ mình bắt đầu làm cái công việc đó, chứ làm mận đồ bạn, cho mình làm đồ ăn để cho mình ăn á. À, nhưng mà mình thì cũng có phụ đó, nói chung là mẹ, nhưng mà nói chung là mẹ mình không thể nào mà làm hết được đó. Thì mẹ mình sẽ là cái phụ trách cái công việc đó là làm, còn mình thì sẽ là chiên bạn, chiên đó. Và thế là từ nãy giờ 9 giờ mấy chỉ để làm đồ ăn giặt, làm đồ ăn thôi bạn. À, thì nói chung là cái này dành ăn chơi thôi bạn, không có gì đâu. Từ nãy giờ tốn đâu tầm gần một tiếng đồng hồ chỉ để làm đồ ăn vải chưởng, à không, một tiếng đồng hồ luôn rồi chứ gần gì nữa, một tiếng luôn rồi đó chứ gần gì nữa. Rồi ok, rồi hôm nay thì lại tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng những cái cột của cái kim tự tháp này, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình xây tới 10 giờ rưỡi nha. À, thì hôm nay mình sẽ làm tới tầm 10 giờ rưỡi thôi, mình đi nghỉ, chứ thật ra thì nói hoạch thật luôn á là từ chiều tới giờ, từ cái lúc chiều á là mình bị viêm mũi dị ứng đó, thì cái cơn viêm mũi dị ứng của mình nó bị tái phát à. Thì nói chung á là viêm mũi dị ứng thì thời tiết lạnh thì mình bị sổ mũi, mình bị hắt hơi, mình bị ngạt mũi đó, còn thời tiết nóng thì bình thường đó, vậy thôi à đó. Thì buổi chiều thì mình bị cái cơn viêm mũi, cái bệnh mà viêm mũi dị ứng của mình đó nó bộc phát lên đó, nó làm cho mình chao đảo mặt mày, nhìn như thằng áo luôn bạn đó, cho nên là bây giờ là nó hơi mệt đó, hơi mệt, hôm nay cũng hơi lười đó, cho nên là hôm nay mình sẽ kết thúc sớm nha bạn, mình chỉ làm tới 10 giờ thôi, chứ nếu như mà bình thường nếu như mà khỏe thì mình làm tới tầm 11 giờ vậy thôi à, chứ không có gì đâu. Vậy là ngày mai học nữa bạn, ngày mai là thứ hai rồi. Thứ hai là phải đi học online nữa rồi, trời ơi. Buồn quá. Trời ơi. Các bạn có thấy cái gì không? Ăn cướp kìa. Trời ơi, hay quá. Cuối cùng có được đánh lộn rồi mọi người, cuối cùng có được đánh lộn rồi. Đây nè, mày chết đi. Đó. Nè, rồi bây giờ mình sẽ tiêu diệt hết đám này, rồi sau đó mình sẽ quay trở về nhà bạn. Đó, và sau đó ta sẽ gọi là làm một trận chiến sinh tử, không, làm một cuộc chiến của kẻ cướp dân làng bạn. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ đi về nhà. Đó, mình gọi là để cho gọi là chúng ta sẽ đánh nhau một trận bạn, lâu lắm rồi không đánh nhau bạn, lâu lắm rồi không đánh nhau. Đó, từ cái lúc mà tôi tạo cái world này là tôi chưa hề đánh nhau bao giờ luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh nhau bạn, mình không dám đi lên cái kim tự tháp này, mình đi về nhà bạn. Bây giờ đơn giản là mình sợ là nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng điểm xấu này ở ngay trên cái kim tự tháp này của mình đó, thì nó phiền lắm. Ok, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ gọi là sao nhỉ, mình sẽ đi vòng đi cho nó chắc các bạn. Đây rồi, kích hoạt rồi mọi người ơi, thôi xong rồi, rồi chết, bay rồi xong viên này.
lỡ 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 tay đập đập hư 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 cái nhà của tụi dân làng rồi. Rồi, chúng ta sẽ thủ ở đây. Rồi, mình đang chờ đợi tụi nó. Thả mình cũng lùm ra mà được. Ê chứ, thấy bà thấy. Chết, bậy quá. Hên là mấy anh này mình tạo ra cho nên ra là mà ảnh không có đánh mình mà. Rồi, lôi anh này theo bạn. Đâu có đi theo mình không? Đây, lôi đi theo. Đây, lôi theo. Vô, quốc đi anh cô lùm ơi. Rồi quất tụi nó đi vô quất. Kìa quất đi quất tụi nó đi đi chứ. Bố láo bố líu mà đâu quất này ra lấy emerald không cần nỏ, ai cần nỏ làm gì đúng không, ai cần nỏ làm gì. Kìa tại sao anh lại không đánh cho nó. Cuối cùng cũng đánh rồi mọi người à, cuối cùng đánh rồi, đây đem phụ anh cho. Đấy, đem phụ anh. Phụ anh đăng quang. Trời đây được quá. Rồi ok. Cuộc xâm lược thứ hai vẫn còn. Ủa sao còn con ta? Nó để là vẫn còn một con kìa bạn. Nó để là vẫn còn một con. Vậy cái con đó nằm ở đâu ta? Đâu nhỉ? Nằm đâu nhỉ? Ê, ai cho phép? Ai cho phép bạn làm điều đó hả? Ai cho phép bạn làm cái điều mà không ai có thể nào chấp nhận được như thế hả? Rồi cuộc chiến thứ hai đã bắt đầu rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thấy con nào hết, thì đi ngủ đi, tối quá tối hù chả thấy gì hết trơn á. Rồi ngủ phát. Hôm nay là ngày 761, wow cũng gần tới ngày 800 rồi đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tháo dây. Ê chết, tháo dây lộn, tháo lộn. Ấy da, đi ra coi mấy anh này, đi ra coi. Đúng rồi, phải đi ra đây rồi, mấy anh này ở đây rồi mọi người. Golem, anh golem của tôi, anh ấy đã hy sinh rồi mọi người à, anh golem của tôi đã hy sinh rồi, tôi sẽ trả thù cho anh golem, phải trả thù cho anh golem. Đứng lại coi. Con này kìa. Mày thích không kìa. Kìa láo toét nhỉ, đi ra nghèo rồi. Còn lại hai con đâu, hai con đó đâu, kia rồi thấy rồi mọi người, thấy rồi, mình đã thấy hai con đó rồi. Rồi ra đây mấy em, ra đây, anh không có ngán mấy em đâu. Anh có rất là nhiều golem, nếu mấy em thích thì anh chiều. Kìa nó trốn rồi mọi người, trốn nè. Wow kìa, trốn hả, trốn với chúng tôi này. Ok đây rồi nhân vật của chúng ta đã xuất hiện rồi mọi người, nguyên một con bò tót bự chà bá lửa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dắt cái anh này đi với bạn, mình sẽ dắt cái anh golem này chúng ta, cái gọi anh golem này của chúng ta đi 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 đánh nhau với con bò tót đó bạn, chứ mình thì mình không thể nào mà đánh nhau với con bò tót đó được rồi. Mình sẽ để cho anh golem đánh cái con bò tót đó, còn mình nó thì sẽ xử lý những tên nhỏ, mình sẽ xử lý những cái con nhỏ thôi, còn những cái con bò tót bự đó thì mình sẽ cho anh golem xử lý. Ngoài đánh ở đây đã mở dây dành đánh đó. Ai da, mấy xà lam này phiền quá nhỉ. Ôi ê khoan bạn ơi, mình cảm thấy hình như là mấy cái con này nó hơi ngáo ngáo nha, mấy con mà chạy cướp dân làng này nè, mình thấy nó hơi bị ngáo ngáo á, kiểu như nó không được bình thường bạn. Mình nhớ là bình thường là nó đánh mình dữ lắm mà tại sao hôm nay là kiểu nó hiền vãi luôn á, kiểu hiền vãi. Ôi này thì kể cướp kìa. Kìa cướp của chúng tôi à, thích cướp không, cướp tối ngày, cướp hết chuyện làm đi cướp. Anh golem này ngáo quá, thôi giết bỏ luôn các bạn ơi, ngáo quá, đem mày ảnh ra để cho mày ảnh đánh mà cuối cùng mày ảnh không đánh gì hết, ngáo không thể nào tả nổi được.
Spawn ngay đây, ngay đây luôn à? Ngay đây thì lại càng tốt. Giỡn mặt nhau. Phù thủy này à. Mình không được để phù thủy nó ném thuốc mình mà, nó mà ném thuốc mình là mình bị hiệu ứng, cái hiệu ứng mà gọi là chậm nè, yếu nè, mất máu các thứ đó. Ê chạy. Chạy phát. Rồi chạy phát đi rồi hả, quay trở lại muốn làm gì làm. Sai rồi. Đừng làm thế bạn ơi, đừng làm thế với chúng tôi. Ây da. Thời luôn, tôi ghét mấy con xà lam này cực nha. Đánh rất là khó chịu luôn á. Trời ơi, nguyên một nhóm anh con em bự chà bá lửa ở đây vậy mà không anh nào đánh cái con đó hết. Ê, em hỏi anh nè, em hỏi anh câu nè, mắt anh để nhìn chừng hả, mắt anh để trang trí à, anh thấy nó mà anh không đánh luôn hả? Ủa tay anh đâu, mình anh đâu, sức mạnh của anh đâu, tại sao anh không dùng mà anh đi làm những cái chuyện rất chi là nhảm nhí như thế? Sờ làm thì nó đánh, nó toàn đi đánh mấy con slam không mà, nó chứ nó không có hề đánh mấy con ấy mà, nó không hề đánh mấy cái con Billiger này. Mình phải giết con này bạn, cái con này nó rất là nguy hiểm. Ok. Ê. No, đi ra, no, rồi. Oh shit man. Trời ơi, 303 level của tôi. Oh no man. Thôi 303 level của mình mà. Oh man, 303 level của tôi. À quên, có táo vàng mà không chịu xài. Có táo vàng mà không chịu xài, hay ho ghê luôn. Mình bị mất hết tổng cộng 303 level luôn bạn. Hay, chết đi. Hay lắm. Ôi, 303 level của tôi, trời ơi. 303 level của tôi, mọi người ơi. Ok, mày thích không hả? Hay lắm. Ít ra là không phải đánh tụi nó vậy chứ, cái gì đâu mà không đánh, không có đụng tay đụng chân cái gì hết trơn, thiệt tình chứ. Tạo tụi bay ra để cho tụi bay đánh nó mà cuối cùng tụi bay không có đánh gì trơn, kỳ cục. Trời ơi thiệt tình chứ. Mọi người thấy không? Thấy tôi khổ mọi người. Chết luôn rồi. Thôi. Mình nói thật với bạn luôn á, là mình đã đánh nhau với cái tụi này cũng khá nhiều rồi đó. Nhưng mà kiểu gì cũng phải chết một lần bạn. Không, nếu như mà cái thế giới bình thường nha, cái thế giới bình thường á, nếu như mà mình có cái cánh Elytra, thế giới bình thường nha, mình có cánh Elytra rồi các thứ là mình không có sợ cái tụi này. Đó. Nhưng mà khổ một cái là trong thế giới này mình không có cánh Elytra bạn. Cái lúc nãy là được cái pha hồi nãy là mình có thể thoát được nếu như mà mình có cái cánh Elytra, nhưng mà khổ cái là mình không có, cho nên là thôi. Với lại mình quên ăn táo vàng đó bạn, mình có táo vàng mà mình không chịu xài. Ok con này. Trời. Đi ra. Hắc não tao hả mày? Mất dạy. Rồi, tụi nó lại tới nữa rồi. Rồi, ở đây bạn. Sao, bạn vô không được hả? Trời, tội nghiệp ghê á. Vô không được nè. Này thì vô không được. Bây giờ đau rồi nha, đau à. Bây giờ đau. Đau. Bước lại. Ôi. Ê, đứng lại vô. Vô chạy đâu. Giỡn mặt với nhau. Hả? Thích giỡn mặt nhau không? Hả? Bù lao bù liếu.
Ok, tụi nó lại tới nữa rồi, tụi nó lại tới nữa rồi. Ây da. Con này, con này. Mình phải giết cái con này. Hay lắm. Ê táo 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 táo. Apple, apple, golden apple, golden apple, golden apple. Ơ kìa. Ê ê ê bay 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 bay. Mấy con vét này khó chịu nha. Ồ, mấy con này là phải chỉ nó bằng cung mà. Mấy con này là phải chỉ nó bằng cung. Ồ, có một anh golem đã hy sinh rồi. Có một anh golem đã hy sinh rồi mọi người ạ. À. Bồ lao, bồ lao, bồ lao, bồ lao. Con phù thủy kìa, con phù thủy kìa, đứng lại. Mình phải xử lý con phù thủy này bạn. Con pháp sư. Mình tạm gọi con đó là con pháp sư nha bạn. Ok. Cho anh xử lý phù thủy coi. Hay lắm. Mình ném thuốc. Phù thủy ném thuốc, phù thủy chết luôn. Đó. Một anh golem đã hy sinh rồi. Tội nghiệp anh ấy quá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cuộc chiến này. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo vệ chúng em. Mặc dù anh đã bảo vệ muộn, anh bảo vệ rất là muộn luôn. Anh đã làm đợi anh bảo vệ anh đã, em đã mất hết tổng cộng 303 level. Đợi anh bảo vệ em đã mất hết tổng cộng nó 303 level rồi. Anh bảo vệ gì đâu, anh bảo vệ thì rất là tệ hại, nhưng có điều mỗi sự hy sinh của anh em đều ghi nhận. Tội nghiệp anh quá. Mẹ, còn hai con này chắc tôi tự xử lý đi mọi người ạ. Ok. Ok. Cái gì mà cáo gắt thế? Ok. Ủa mấy con này đánh đào thế? Quá đánh đung đào quá trời. Ok, không cho tao sợ kiếm thì tao sợ cung. 6 6 6 làm sao? Yeah, người hùng của ngôi làng. Hero ở villager. Phải không? Phải không? Đâu. Người hùng của ngôi làng à, mà tiếng Anh là gì mình không biết. Chắc là hero. Hero, hero hero villager quá. Chắc vậy quá. Ok, rồi. Tôi sẽ cất những cái thứ mà tôi đã vừa tìm được. Đây, vật tổ trường sinh là các thứ nè. Thôi mình sẽ đem theo tổng cộng một cái đi. À, ta sẽ đem theo một cái để tránh cái trường hợp đó là ta bị té từ trên cao xuống chết hay là cái gì đó đó. Thì nó sẽ rất là phiền phức luôn ha. Rồi, rượu này thì ném vào luôn, không có cần dùng tới nữa. Dây này thì ta cũng nên ném vào, bây giờ đơn giản là mình cũng không cần dùng tới luôn. Rồi, cảm ơn anh đã đóng góp trong cuộc chiến vừa qua. Bây giờ thì xin tạm biệt với anh. Bởi vì đơn giản em tạo mấy anh ra nhằm mục đích để mà đánh nhau thôi. Thì bây giờ là em đánh nhau xong rồi đó thì em đánh nhau xong rồi thì mấy anh cũng đã hết giá trị lợi dụng. Cho nên là thôi. Bye bye man. Tuy là hơi tàn nhẫn nhưng mà thôi kệ mọi người. Hơi tàn nhẫn thì thôi kệ. Kệ đi. Rồi, bây giờ thì lại tiếp tục xây dựng tiếp thôi mọi người ạ. À. Đánh nhau đã rồi. Không đánh nhau đã rồi thì giờ xây dựng tiếp thôi. Ồ quá tôi thiệt nên bây giờ tôi vẫn còn cay mọi người. Khi không thì không mất hết tổng cộng 303 level. Mất hết tổng cộng 303 level. 303 level đó mọi người chứ không phải ít đâu. Ôi ôi. Cái đó là công sức tôi ngồi máy farm là 2 tiếng đồng hồ cộng với cái việc mà tôi trao đổi với tụi dân làng liên tục luôn á mới được 300 level á. Mới được 303 level chứ không có phải là thôi thôi mà được. Chứ không phải là khi không hay không mà được 303 level đâu. Mình đã quay trở lại rồi đây mọi người ơi. Và bây giờ là gần 11 giờ. Lo mãi mê say quá mọi người. Lo mãi mê say quá cho nên là giờ ta nó tới tận gần 11 giờ luôn rồi. Và hôm nay là ngày 765. Vậy thì còn tầm khoảng là 35 ngày nữa là chúng ta sẽ đến ngày 800. Đó. Thì mình nghĩ là với cái số lượng ngày 800 này thì mình nghĩ là nó sẽ đủ bạn. Nó sẽ đủ để mà chúng ta xây một căn nhà bé bé xinh xinh.
dành cho riêng bản thân mình. Đúng không? Đó. Và có thể là bạn có thể là mình sẽ làm một cái chuồng bò siêu to khổng lồ, hoặc cũng có thể không mà nó, nói chung thì làm để cho có, các bạn làm để cho có chứ không có cái gì đâu đó, thì mình làm để cho có chứ không có vấn đề gì cả đó. Thì mình sẽ ngưng video tại đây thôi, ngày mai thì mình sẽ quay tiếp. Rồi cảm ơn bạn, rồi bây giờ thì thôi thôi game thôi, rồi bye bye bạn nha. Vâng, xin chào tất cả bạn, chào mừng bạn cùng quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục ngang ngang sinh tồn. Ủa, tôi có tưởng nó cái tay tôi nó bị gì chứ. Rồi thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái công việc đó là xây dựng cái kim tự tháp này thôi, chứ cũng chả biết phải làm gì hơn nữa. Rồi hôm nay thì bây giờ là 7 giờ, 7 giờ mình mới bắt đầu mình quay, bởi vì đơn giản một lý do đó là làm biếng thôi mọi người, vẫn như cũ là làm biếng thôi, không có gì hết đâu. Rồi ok, bây giờ thì nói chung là chúng ta sẽ tiếp tục xây cái kim tự tháp này cho đến khi nào nó xong thì thôi. Bây giờ là 10:34 và mình phải đi ngủ để ngày mai còn học online nữa các bạn ơi. Và hiện tại mình đang cho tụi dân làng sinh sản thêm để mà mình làm cái hệ thống trao đổi đồ đó. Thì đó là hai cái nghề bạn, một cái nghề là thợ bán áo giáp và một cái nghề đó là thợ bán công cụ. Thì mình gọi là mình làm thêm hai cái chỗ trao đổi đồ nữa là để mình trao đổi sắt bạn, trao đổi sắt để mà mình lấy emerald đó. Chứ bây giờ hay là vàng của mình mà mình hết chân vàng rồi đó, thật ra là chưa hết, chỉ là gần hết thôi, gần hết vàng rồi. Cho nên thật ra là bây giờ mình đã quyết định là mình sẽ chuyển sang trao đổi sắt thay vì là trao đổi vàng nha bạn, bởi vì nó vẫn farm vàng nó rất là lâu bạn, nó rất là lâu mà nó không có được bao nhiêu hết đó. Bữa kia mình trao đổi tầm 2 tiếng đồng hồ nhưng mà xài không có được bao nhiêu, nhưng mà dùng không được bao nhiêu hết đó. Nhưng mà có điều á là sắt của mình thì nó có rất là nhiều bạn, sắt của mình thì nó có rất là nhiều đó. Cho nên là mình đã quyết định hay là thay vì bây giờ thì vẫn có thể nha, có thể thì mình sẽ vẫn farm vàng đó, nếu như mà kiểu như là thiếu sắt thì mình sẽ đi farm vàng đó, thì thiếu vàng thì mình sẽ dùng sắt đó, vậy thôi trao đổi luân phiên nhau các bạn đó. Chứ chỉ gọi là farm trao đổi một loại khoáng sản thôi thì nó hơi bị khó khăn một xíu, cho nên đó là mình sẽ gọi là trao đổi hai loại luôn nha bạn, nó luân phiên nhau, nó kiểu như là cái này hết đó thì nó còn cái kia, và cái kia hết đó thì vẫn còn cái này đó, luân phiên nhau thôi chứ không có gì hết đó. Và ủa cây kiều của tôi nó mất tiêu rồi ta. Thì á hiện tại bây giờ thì nói chung là mình đã gọi là cái hệ thống mà mình làm cái hệ thống trao đổi đồ á, cái phần mà trống đó bạn, cái phần mà trống mà mình nói là mình không biết làm gì đó, thì mình nó là có hai cái phần, có hai cái chỗ trống đó thì mình đã làm xong một chỗ rồi đó. Cái chỗ mà là thợ bán áo giáp á, thì mình đã gọi là set up xong rồi đó. Bây giờ thì chỉ còn lại cái chỗ mà gọi là bán công cụ thôi bạn, thợ bán công cụ thôi, thợ làm công cụ thì mình đây đây đó. Thì nói chung á, là mình đã cho được một con vào rồi, bây giờ mình chỉ cần thêm 7 con nữa, 7 con nữa là coi như là chúng ta đã xong luôn cái hệ thống rồi ha đó. Nhưng mà khổ cái là bây giờ là 10 giờ rồi đó, mình phải đi ngủ thôi các bạn ơi đó. Và cái tụi dân làng này thì nó đẻ hơi bị lâu luôn đó, nó đẻ xong là còn phải chờ cho con của nó lớn nè bạn đó. Nó đẻ rồi nhưng mà có điều là mình quăng cà rốt nó rất là nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại không có đẻ một lượt nhiều con, mà nó chỉ đẻ có một hai con, nó chỉ đẻ có một đứa à, không hiểu luôn các bạn, không hiểu luôn nha. Rồi bây giờ để mình thử mình ném hết toàn bộ cái số cà rốt này của mình cho nó coi. Đây mình sẽ ném hết toàn bộ số cà rốt này của mình cho nó. Ok, ô có mèo nữa nè đó. Từ lúc mà mình đặt giường vào á, từ cái lúc mà mình đặt cái giường vào trong cái chỗ của tụi dân làng ở á, là có xuất hiện mèo đó, thì nó cũng khá là tiện. Có mèo thì chúng ta sẽ gọi là chống chọi được với Reaper vậy thôi đó. Và bây giờ thì mình ngủ phát để coi thử là tụi nó có đẻ nữa hay không. Hôm nay là ngày 778 rồi. Gần chuyển sang ngày 80 luôn rồi. Ôi trời ơi đó.
có đẻ nơi không, rồi vẫn không thấy có dấu hiệu gì hết. Ném cho nó một đống cái cà rốt, cuối cùng nó lại không có một cái dấu hiệu gì là của sự sinh sản. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt game mình đi ngủ rồi bạn. Có thể là ngày mai đi vào game thì mình sẽ AFK một chút bạn. Thế nhưng mình AFK tầm một tiếng đồng hồ hay là vài chục phút đồng hồ đó để coi thử là tụi nó có đẻ gì nhiều hay không. Đó. Nếu như mà kiểu như là mình AFK thử lâu lâu coi thử là tụi nó có sinh sản ra nhiều nữa hay không. Nếu mà tụi nó sinh sản ra nhiều thì mình đỡ cực. Còn nếu như tụi nó sinh sản không được nhiều lắm thì mình lại cực khổ gấp đôi. Đó vậy thôi chứ không có gì đó. Rồi, bye bye nha. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục 1.000 ngày sinh tồn. 1.000 ngày sinh tồn, đeo lưỡi. Ngày hôm qua thì mình đã không quay clip rồi. Bây giờ đang quản là bây giờ đang dạo ngày hôm qua mệt quá đó, ngày hôm qua nó mệt quá đi cho nên thành ra là mình không quay clip. Mà bữa nay thì mình à, bây giờ là 10 giờ 17 rồi, mình mới bắt đầu mình quay clip. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tầm mình quay tới 11 giờ 20 đi ha. Mình sẽ quay tới 11 giờ 20 đi. Tuy là nó thời gian nó hơi ngắn, tuy là thời gian nó chỉ có một tiếng mấy thôi, nhưng mà thà có còn đỡ hơn không mà. Thà có còn đỡ hơn không. Ok chưa? À, chứ cứ dời lại cái ngày hôm qua nó không quay rồi, ngày hôm nay nó không quay nữa, rồi ngày mai nó không quay nữa thì nó cứ bị trì trệ như vậy thì nó mệt lắm. Ok. Hôm nay là ngày 778 rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ như đã nói thì mình sẽ gọi là mình sẽ đứng đây mình chờ vài phút đồng hồ gì đó coi thử là cái tụi dân làng nó có đẻ hay không. Nếu như mà nó không đẻ thì thôi mình sẽ phải đi làm công việc khác rồi bạn. Mình sẽ phải bắt buộc mình đi tiếp tục mình đi làm công việc đó là xây kim tự tháp thôi, chứ mình không thể nào mình ở đây mình đợi tụi nó đẻ hoài được. Ok. Vâng các bạn ơi, giờ mình đã đợi tới tầm mình đã đợi tới 10 giờ 23 rồi. Đó. Nhưng mà tụi nó vẫn chưa đẻ thêm được một đứa nào nữa bạn. Đó. Hiện tại bây giờ là có hai đứa nhóc rồi. Đó, có hai đứa nhóc kìa. Ủa có ba đứa nhóc à. Ồ, có ba đứa nhóc à. Ủa nó hoàn cảnh quá cho nhau kìa. Ờ. Vậy thì được các bạn. Đó. Nhưng mà có điều đó là cái lúc mà có hai con dân làng á, kiểu như là nó hiện trái tim lên, nó yêu nhau bạn đó, nó yêu nhau chuẩn bị đẻ con á, mà có một con dân làng mà cái con dân làng kia kìa bạn, nó đi vô nó cản trở bạn đó. Mình cứ tưởng là tụi nó chưa đẻ được, nhưng mà ai ngờ vừa mới dòm lên cái là tụi nó đẻ được rồi đó. Nhưng mà có điều đó, cái vấn đề bây giờ đó là chúng ta phải đợi cho mấy cái con dân làng con nó lớn lên, lớn thì chúng ta mới vận chuyển nó vào trong cái hệ thống mà gọi là trao đổi đồ của chúng ta được bạn. Chứ mấy con nhỏ, mấy con phải bắt buộc là phải mấy con lớn nha, chứ mấy con nhỏ là không được, mấy con nhỏ là không có vận chuyển vô được bạn. Mấy con nhỏ mà vận chuyển vô là nó chạy gần lắm hết trơn à. Đó. Cho nên là thôi bây giờ thì mình sẽ dành thời gian còn lại của mình sẽ đi xây kim tự tháp tiếp nha bạn. Ok. Thì mình sẽ cập nhật tình hình là mình xây tới đâu cho các bạn xem, cho các bạn biết vào lúc 11 giờ 20 nha. Mình đã quay trở lại vào đây à, chúng ta lại có một vấn đề nữa đây. Như bạn đã thấy đây là một hàng những cái con mà gọi là làm nghề thợ giáp mình đã cho vào đây đó. Nhưng mà nó lại có một cái vấn đề như thế này, đó là có một số con nó không có mua sắt rồi. Như bạn thấy con này nó có mua sắt nè, nhưng mà riêng có một số con đó, đây ví dụ như con này con này thì mua luôn rồi. Đây, con này thì sao? Con này có mua nè, thằng tiện để bán luôn. À. Thì nói chung á là có một số con nó không có mua sắt các bạn. Nó không thể có mua sắt bạn. À. Và cái đặc điểm nha. Cái đặc điểm để mà nhận biết nha, thì mình không biết là nó có đúng hay không nha, mình không biết là nó có đúng hay là không. À. Thì theo như mình thấy á là những cái con mà mua sắt á là thường thường nó không có mua than. Đó. Như bạn thấy nè, như bạn thấy cái con này đó, cái lúc mà mới tạo nghề cho nó ở cấp độ 1 đúng không, thì nó sẽ bán cho mình đó, nó thì nó có hai thứ các bạn để hai chỗ thôi, có hai thứ mình có thể trao đổi với nó. Một là mình dùng emerald để mà mình mua cái mũ sắt này đó. Còn hai là mình dùng than mình bán cho nó để mà mình đổi lấy emerald. Được chưa? Đó. Và thì theo như mình cứ nghĩ là cái này là chắc tùy con hay nó phải con nào mua than rồi cũng không thể, đâu phải là con nào mua than là con đó nó không mua sắt đâu đúng không đó. Nhưng mà không các bạn, đây như con này nè, con này mua than nhưng mà cuối cùng nó không mua sắt. Đây nó lên tới chuyên gia luôn nữa bạn, nó lên tới chuyên gia luôn nè, nói chung là nó lên tới chuyên gia luôn đó, nó gần lên tới bậc thầy đó. Mình chỉ cần trao đổi cho nó đầy cái thanh này nó lên tới bậc thầy đó. Đó, mà lên tới bậc thầy là chắc chắn là nó bán nón, nó bán một cái mũ là một cái áo giáp
vậy thôi à. Cái bây giờ nó bán hai cái này rồi thì lên cấp nữa thì nó chỉ bán là một là áo giáp, hai là mũ thôi. Bán mũ áo giáp thôi chứ nó bán gì giờ đó. Đây đó, đây như bạn thấy nè đó. Thì những cái con mà mua sắt á, những con mua sắt á, nó có cái đặc điểm chung á là chúng ta là hai cái chỗ này nè, hai cái chỗ trao đổi đồ này nè, là chúng ta không có thang. Ok, tức là sao, tức là nó kêu bạn á, nó bắt buộc các bạn phải mua áo giáp đó, hai cái chỗ này luôn đó, hai cái thanh này nè đó, hai chỗ nó bắt buộc các bạn là phải mua áo giáp đó. Thì lên level 2 thì nó sẽ mua sắt, ok chưa đó. Nhưng mà riêng những cái con ha là level 1, mới level 1 thôi mà đã gọi là mua thang rồi, nó mua thang rồi đó. Thì theo như mình thấy nha, theo như mình thấy hình như lên level 2 á, lên level 2 là nó không còn bán thang nữa đâu. Đây để mình thử con này coi đó, mình thử con này, mình nâng cấp con này lên level 2 à. Đây, và nó đã tới bây giờ thì cũng là 11:20 rồi, mình cũng chuẩn bị đi ngủ được ha. Đây đó, rõ ràng không, đây đây rõ ràng con này lên level 2 mua sắt rồi, con này lên level 2 là mua sắt rồi, vậy mà con này lên level 2 không mua sắt. Lạ thế. Này, đây con này ha, con này level 1, con này level 1 mua thang, nó mua thang nha, nhưng mà lên level 2 nó không mua gì, nó không mua sắt. Rồi vậy là mình đã xác định rồi bạn, mình xác định là mình bắt buộc là mình phải rồi xong hết sắt luôn đó. Em mình gọi là mình xác định cho bạn, mình đã phải xác định rồi bạn, xác định là bây giờ là tự con này đúng không, con này mình phải giết bỏ con này bạn, giết bỏ con này, con này và con này nữa, mình phải giết hết ba con này để thay thế vào ba con khác đó. Để làm gì, để mà gọi là tìm kiếm những cái con mà mua sắt các bạn, chứ nó mua than là nó không có mua sắt. Bây giờ nhắn than á, cái than mà nó mua là than đá chứ không phải là than gỗ. Than gỗ thì nó khỏe rồi, con này nó cái nó mua là than đá, cái than đá này bạn, than đá, cho nên thành ra là mình không có, mà mình không có cho nên là bắt buộc là mình phải giết bỏ ba con đó rồi đó. Và đây đó, để mình mua một đống áo giáp từ mấy cái con này, luôn, một đống cái khiên luôn nè đó. Và cái điều thứ hai nữa đó là chúng ta đã hết đá phát sáng rồi đó. Chúng ta đã hết đá phát sáng rồi đó, không còn đá phát sáng nữa đó. Đây là một cái vấn đề, lại là một vấn đề nữa rồi đó. Hết sắt nè, hết đá phát sáng nè, hết vàng luôn. Chà, coi bộ kiểu này tôi chắc tôi phải đi farm vàng lại quá. Kiểu này chắc đi phải đi farm vàng lại quá bạn ơi. Mình nghĩ chắc phải đi farm vàng lại rồi. Rồi nhân tiện đây cho mình cho bạn xem luôn. Đây. Đây. Nguyên một cái thành quả của mình đã xây được tới đây rồi. Thật ra thì mình có thể xây tốt hơn, ok, mình có thể xây được nhiều hơn như thế này, nhưng tại vì á, cái lúc mà 11:23, 10:23 bạn, 10:23 là mình đi tới cái chỗ kim tự tháp này á, rồi mình còn gọi là mình đi tới kim tự tháp này á, thì mình đã quyết định là mình sẽ dùng Emerald để mà mình trao đổi thêm cái đá phát sáng này á, để mà kiểu như là trao đổi thêm để mà có thêm mà á. Nhưng mà khổ cái bây giờ mình hết vàng rồi, nhưng mà mình có sắt, ok chưa đó. Nhưng mà những cái con dân làng mà bán áo giáp của mình á thì nó chưa có giảm giá bạn, nó chưa có giảm giá, giờ thế là mình phải đi bắt con em zombie này kia nọ đó, mình đi bắt con em zombie, sau đó mình đặt tên rồi mình cho em zombie đánh mấy em dân làng đó, rồi cho em biến thành dân làng zombie, rồi sau đó chữa trị cho mấy em bạn, nó chữa trị, cái công đoạn chữa trị nha, cái công đoạn chữa trị là cái công đoạn mất thời gian nhất đó. Mình không dám rời đi bạn, mình không dám rời đi, bây giờ nhận mình sợ là mình rời đi thì mấy con dân làng village, mấy con zombie dân làng nó sẽ bị despawn, tức là nó bị biến mất á đó. Cho nên là mình không có dám bỏ đi bạn đó. Thế là mình đứng đó mình đợi bạn, mình đợi thì tụi nó chữa trị xong hết thì mình mới gọi là trao đổi nữa bạn, chữa nó tụi nó chữa trị, nói chung là tụi nó biến lại thành người, nhưng mà mình còn chạy là mình đổi đồ này kia các thứ rồi mình mới chạy đi xây bạn đó. Thì mình xây được như vậy đây đó, thì nó đây đó, thì nó tới được đây ha. Nhưng mà có điều là nó thiếu cái đá phát sáng này đó, mà cái đá phát sáng thì như bạn biết là nó thiếu cái đá phát sáng này thì nó khá là phiền phức đó, đó. Rồi thì ok, rồi thì hôm nay tới đây thôi các bạn. Thì có vài bạn sẽ nói là mấy cái gì đó mà mày quay cái gì mà mày quay ngắn dữ vậy đúng không đó, mày đã cắt rồi mà mày còn chơi cái gì mà mày cắt ra, mày quay mày cắt á, nhưng mà mày chơi lâu lâu lắm, nói con này mày quay mày chơi ít sạch à, mày chơi có một tiếng đồng hồ cái mày quay rồi mày còn cắt nữa đúng không. Thì thật ra là ngày hôm qua là mình không có quay rồi bạn, không có quay video rồi đó.
bởi vì đơn giản là mình cảm thấy hơi bị mệt mỏi đó bạn, mình cảm thấy hơi lười, cho nên là mình quyết định mình nghỉ một ngày đó. Mà ngày hôm nay á thì nói chung là do soạn bài đó, cái công đoạn soạn bài là cái công đoạn mà mình không thích lắm bạn, bởi vì đơn giản nó chép rất là nhiều bạn, nhất là soạn bài ngữ văn, soạn bài ngữ văn là chép hơi bị nhiều luôn đó, cho nên là ra là tới tầm 10 giờ mấy mình mới xong bạn, mình mới chép xong, mà mình lại làm cái thằng chép chậm nữa, với chép bài rất là chậm bạn đó. Nên đó là hôm nay, nói chung là hôm nay thì cứ chăm chế như vậy đi, hôm nay cứ việc chăm chế như thế này đi, ngày mai thì kiểu như là mình sẽ cố gắng mình siêng năng hơn một chút để mà mình có thể làm được nhiều thứ hơn. Rồi vậy thôi, bye bye nha. Vâng, xin chào tất cả bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình, và chúng ta đã tiếp tục một ngày hai sinh tồn. Vâng, và hôm nay mình nghĩ là mình sẽ phải AFK tổng cộng là 2 tiếng đồng hồ bạn. Mình sẽ phải bỏ ra tổng cộng là thời gian là 2 tiếng đồng hồ đó mà AFK farm sắt bạn ơi. Đó. Chứ bây giờ mình hết sắt rồi bạn. Đó. Và hết sắt thì chúng ta không thể nào trao đổi để mà có emerald được. Mà không có emerald thì chúng ta không thể nào mua cái đá phát sáng này được. Ok, cho nên là mình sẽ phải gọi là AFK farm sắt tổng cộng là 2 tiếng đồng hồ ha. À mà thôi bạn ơi, thôi thôi. Thôi bạn ơi, đó, mình suy nghĩ lại à. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi farm vàng luôn chứ mình không có đi farm sắt nha các bạn. Đó, mình không có farm sắt nữa. Mình đi farm vàng luôn. Đó, bây giờ đơn giản là mình hết đồ ăn rồi. Đó, mình còn có 16 cái cà rốt vàng à. Đó, táo vàng thì mình còn có 2 quả à. Đó. Đây, cho nên đó là mình sẽ đi farm vàng luôn. Nhân tiện để sẵn tiện á, là mình chế tạo cà rốt vàng để mà mình có thêm đồ ăn luôn. Đó. Chứ ba mấy cái đồ ăn như là thịt bò này cái nọ thì nó không có được tốt lắm ha. Rồi, 2 tiếng AFK farm vàng. Vâng, và sau 2 tiếng AFK thì cuối cùng mình cũng đã xong ha. À, và thế là lên trần gian thì trời nó mưa luôn rồi. Mà mưa này là mưa bão luôn chứ không phải mưa bình thường đó. Ngày 791. Wow. Quá kinh khủng. Rồi ngủ phát đi mọi người, thấy trời bão sấm chớp đánh đùng đùng nghe nhìn ghê quá. Rồi, bây giờ thì mình gọi là đã có khá là nhiều vàng rồi. Đây nó cũng đây nó cũng được khá khá rồi. Nhiều thì cũng không nhiều cho lắm, nói chung là nó cũng được khá khá thôi. Rồi bây giờ thì mình chung vàng thì cũng đã farm rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc đó là xây dựng kim tự tháp thôi ha. Đó. Còn cái chuyện mà vận chuyển với thanh niên dân làng thì chắc để sau đi. Đó. Bây giờ thì mình đã có vàng rồi thì mình cũng không có lo ngại gì lắm về cái việc đó là sẽ thiếu emerald để mà mua đá phát sáng ha. Mình sẽ không cần phải gọi là tới, mình không cần dùng tới cái gì nhỉ, gì ta, đó là sắt, đúng rồi, mình không cần dùng sắt để mà trao đổi nữa, bởi vì đơn giản là bây giờ mình đã có khá là nhiều vàng rồi. À, nếu như mà hết vàng thì mình sẽ lên cái máy farm sắt của mình để mà mình kiểm tra, nếu như mà có sắt nhiều quá thì mình sẽ lấy mình đi trao đổi vậy thôi, đơn giản cái gì đâu, dễ mà. Đã... Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đang gặp lại một vấn đề khá là nghiêm trọng nữa, đó chính là chúng ta bị hết đá rồi, what the, hết thiếu đá phát sáng, bây giờ là thiếu đá gạch, trời ơi là trời ơi, nó giống ôn gì thế này, tôi cầm là tại sao lại có những cái chuyện oái âm như thế này chứ. Bây giờ thì ta sẽ phải đi xuống một cái, hình như mình nhớ nha, mình nhớ là mình đã có gọi là cái gì nhỉ, farm dư luôn bạn, tức là mình có tổng cộng là 5 cái rương xe mỏ bạn, có 5 cái rương xe mỏ mình farm dư luôn bạn, mình farm dư 5 cái rương xe mỏ luôn đó, thì mình có farm dư nha để mà đề phòng, mà kiểu như là nó có hết 5 rương đó, thì mình vẫn còn bạn, mình vẫn còn một khoảng nào đó để mà mình trụ vững những giây phút, trụ vững thêm vài giây phút nữa bạn đó, kiểu vậy đó. Thì đây, ở đây chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái xe mỏ. Một cái là để mình di chuyển, còn một cái, còn 5 cái còn lại là để dành vận chuyển đá. Ok, mình không biết là mình có lấy hết chưa bạn. Mình không biết là mình có lấy hết toàn bộ chưa, mình cũng không nhớ rõ lắm. Thì theo như mình nhớ thì cái lúc mà kiểu như mình quay ngược trở về cái chỗ nhà của mình bạn, để mà mình bắt tù dân làng á, hình như là mình cũng có lấy cái phần số đá bạn. Mình có lấy cái số lượng đá còn lại, cái số lượng đá mà mình farm dư á, mình bỏ vào trong cái gương Ender Chest và mình đem đi mình xây dựng luôn. Đó. Mình không biết là mình có nhớ lộn hay không nha. Đâu về kiểm tra các coi. Đâu ai chết boy các coi. Hên quá, vẫn còn một ít mọi người, vẫn còn một ít. Vẫn còn một ít chứ không phải là không.
Ok. Vẫn còn một ít nha, hên quá, may quá, may quá, may quá 10 à. Rồi, mà mình nghĩ như đây chắc không đủ rồi. Chắc ăn 100% được, nhiều đó đã bao không đủ. Và ba cái cuốc này lại bị hỏng nó rồi, bây giờ mình phải lại phải đi sửa nó nữa à. Rồi, mình không muốn đi sửa nó một chút nào hết. Rồi, thôi mình nghĩ là mình sẽ dừng video tại đây các bạn ơi. Cũng gọi là mình cũng quay được 2 3 ngày các bạn. Đó, mình cũng quay được 2 3 ngày nó cũng cho nên là thôi mình nghĩ mình nên tạm dừng ở đây thôi bạn. Đó. Chứ nói chung là quay liên tục á, nếu như mà mình tiếp tục mình quay á, ngày mai mình tiếp tục mình quay đi tiếp tục á thì cũng không sao đó, cũng được đi, nhưng mà thôi mình nghĩ là mình nên tạm dừng cái video này ngay tại chỗ này thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên đây mình cho bạn xem là mình đã xây dựng được đến đâu rồi đó, cho bạn xem xong rồi mình sẽ kết thúc video luôn, để khoảng đâu là bữa nào đấy đi, ngày nào đó, cái ngày nào đấy hoặc là hôm nào đấy mình, hôm nào đó mình tiếp tục mình quay video đó, thì mình sẽ làm những cái công việc đó bạn. Chứ bây giờ là 10 giờ rồi mà mình bây giờ là mình phải đi xuống dưới địa ngục này, mình sửa đồ xong quay ngược lên phong đá xong quay ngược lại xây dựng cái này, trời ơi thôi nó lâu dữ lắm. Đây đây là toàn bộ quá trình mình đã làm à, đây nó cũng gần xong mọi người, gần xong một cái cột nữa rồi. À, nói chung là cũng được nhiều, cũng xây được khá khá ha. Đây. À, rồi. Bây giờ thì chỉ cần thêm một cây cột bên đây nữa, một cây cột bên đây nữa và thêm một cây nữa. À, chỉ cần hoàn thành được cây này là chúng ta chỉ còn 4 cây cột thôi. À, nó lại hợp lý. Rồi. Hẹn một lại bạn vào những video sau. Mình sẽ kết thúc video tại và bye bye. Dạ thôi kem. Rồi bye bye nha.